Tại sao nước lại ướt? Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giải đáp một câu hỏi mà khoa học hiện đại chưa thể nào trả lời một cách rõ ràng. Tại sao nước lại ướt? Ai cũng nghĩ rằng nước ướt bởi vì nó là nước, nhưng đó chỉ là vỏ bọc của sự thật. Các bạn biết không, nước thực ra không hề ướt, nó chỉ giả vờ ướt để chúng ta phải sử dụng khăn lau. Đó là âm mưu của ngành công nghiệp khăn tắm. Thực ra, nước chỉ trở nên ướt khi chúng ta động chạm vào nó. Khi ta chạm vào nước, các hạt nước sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ và đó là lý do khiến chúng ta cảm thấy ướt. Nhưng nếu bạn không chạm vào nước, chẳng ai có thể chứng minh rằng nó ướt cả. Hãy cùng tôi kiểm chứng điều này. Đây là một ly nước và bây giờ tôi sẽ thử không chạm vào nó. Bạn thấy đấy, nước hoàn toàn không ướt, cực kỳ khô ráo. Chỉ khi chúng ta chạm vào nước, nó mới trở nên ướt. Nói cách khác, nước không tự nhiên ướt, chúng ta tạo ra sự ướt. Vậy thì câu hỏi thật sự là tại sao chúng ta lại cảm thấy nước ướt? Đó là vì nước ghét con người. Đúng vậy, nước không muốn bị chạm vào, vì vậy nó trả thù bằng cách làm cho bạn khó chịu khi bị ướt. Và đó là lý do thực sự tại sao nước lại ướt. Đây không phải là vấn đề của vật lý hay hóa học, mà là vấn đề của tâm lý học. Nước đang chơi đùa với chúng ta. Và đó là bài học ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng nước không ướt, nó chỉ giả vờ ướt mà thôi. Đừng để nước lừa dối bạn. Hãy theo dõi kênh của tôi để không bỏ lỡ những khám phá khoa học chấn động tiếp theo. Và tôi là nhà lề học Lơ Văn Tèo.